kích thước cổng biệt thự phong thủy. Theo quan niệm của ông cha ta, cổng nhà được ví như cái miệng của ngôi nhà, nơi đón vận khí, thu hút tài lộc. Chính vì thế, trước khi xây nhà thì nhiều gia chủ đã tìm hiểu rất kỹ về phương hướng, màu sắc và đặc biệt là kích thước cổng theo phong thủy. Vậy làm sao để xác định kích thước cổng nhà hợp phong thủy? Nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề này thì hãy xem hết video này nhé! Tại sao phải thiết kế kích thước cổng nhà theo phong thủy? Trong phong thủy, cổng nhà là nơi thu hút vượng khí, tài lộc cũng ngăn chặn vận đen, xua đuổi tai ương. Qua đó, chúng ta có thể thấy được cổng nhà ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của ngôi nhà cũng như gia chủ. Việc xác định kích thước cổng nhà phù hợp vô cùng quan trọng. Kích thước cổng phù hợp không chỉ đạt yêu cầu về thẩm mỹ mà còn mang lại những điều tốt đẹp cho gia chủ. Theo quan niệm của ông cha ta, nhà cao cửa rộng thì gia chủ mới thuận lợi làm ăn, thu hút tài lộc, gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, quan niệm này không hẳn sẽ đúng trong mọi trường hợp. Chiều rộng cổng nhà bao nhiêu là phù hợp? Đây chắc hẳn là vấn đề của không ít gia chủ khi xác định kích thước cổng theo phong thủy. Trên thực tế, cổng nhà có nhiều kiểu khác nhau, như cổng một cánh, cổng nhà hai cánh cân bằng, cổng nhà hai cánh lệch hoặc cổng nhà bốn cánh. Mỗi loại cổng sẽ có một kích thước tương ứng. Chẳng hạn, kích thước chiều rộng của hệ cổng một cánh theo phong thủy là 81 cm, hệ cửa cổng hai cánh là 138 cm. Chiều cao cổng nhà theo phong thủy. Không chỉ riêng chiều rộng, chiều cao cổng cũng là vấn đề mà không ít gia chủ quan tâm. Theo các chuyên gia, chiều cao cổng nhà theo phong thủy phổ biến nhất là 212 cm. Ông cha ta có câu có thời có thiêng, có kiêng có lành. Chính vì thế, khi thiết kế, lựa chọn kích thước cho cổng nhà, gia chủ cần có những lưu ý để thu hút tài lộc, may mắn cũng như xua đuổi vận hạn. Xây dựng cổng nhà không chỉ cần đẹp mà còn phải hợp hướng, hợp mệnh và kích thước cổng theo phong thủy. Khi tất cả những yếu tố này kết hợp với nhau sẽ mang lại cho gia chủ nhiều may mắn về tiền tài, phúc lộc, sức khỏe. Nếu bạn đang có nhu cầu thi công bất kỳ hạng mục cơ khí nào hãy liên hệ ngay với Cơ khí Việt Cường. Chúng tôi với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực cơ khí cùng đội ngũ nhân sự tay nghề cao sẽ mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng nhất. Rất vui và hân hạnh được tiếp đón quý khách hàng đến với Việt Cường.